Ui ui ui. Mỗi lần mà nó hạ gục mình là nó sẽ tạo ra một cái phiên bản khác của mình đó các bạn. Slenderman. Ai. No 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 no. Sao hắn lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft From the Fog. Và ở tập trước mình đã kiểu như bị thanh niên Slenderman hù dọa một pha hú vía các bạn ơi. Và thật sự là bây giờ đang rất là căng thẳng. Cái gì ơi? Mới nói luôn, mình không muốn bị hù nữa đâu. Và bây giờ Herobrine có một cái đặc điểm, đó chính là khi mà mình nhìn vào mắt của hắn thì hắn sẽ lập tức bay lợi và sàm sỡ mình liền ha. Điều đó là cực kỳ không nên các bạn ơi, nên là bây giờ mình sẽ mặc kệ hắn. Nhìn xéo xéo thì được nha, đừng nhìn trực diện vô mắt hắn các bạn ơi. Ok, hắn đâu có dí được mình đâu đó. Okay. Mình phải có biện pháp ứng phó mới được. Ui mà hắn cứ nhìn mình chằm chằm ngoài à, thiệt sự luôn á, cảm giác kiểu nó bị bất an á các bạn. Ồ, đằng kia có tàn tích cộng địa ngục, nhưng mà khoan, ở bên đây mình thấy có cái người gì nè, Sarah Atkin. Ui ủa kìa. Ui oh my god, ủa sao mình mới đụng vô người kia mất tiêu rồi. Hả, Aeroprime vẫn còn đó. Ê ê ê, có gì đó không ổn, có gì đó không ổn các bạn ơi. Mình nghĩ là chúng ta nên chuồn khỏi đây lẹ. Aeroprime cũng biến mất rồi. No no, chắc là chúng ta phải nhanh chóng tìm một cái ngôi làng hay là một chỗ nào đó an toàn và bắt đầu định cư thôi các bạn ơi. Chứ kiểu như là lang thang như vậy hoài, thế nào cũng gặp biến cho mà xem. Ở đây là ồ, một công trình bỏ hoang hay sao vậy? What? Ôi ui giật hết cả mình ạ. Ui trong này có những dân làng bị thảm sát các bạn ạ. Sorry dân làng nha, mình thật sự là phải dọn dẹp khu vực này thôi các bạn ơi. Chắc mình sẽ biến nó thành nơi ở của mình á. Ui trời. Mình đập hơi cái khối rêu nữa. Ok, mình sẽ nhét khối rêu này lại. Vì có một cái người. Ui ui, mình đụng vô cái đầu này người ta la lên help me kìa. Ui vậy? Ủa ở đây còn có cái bẫy gì à? À, hệ thống bít tông gì đó các bạn ơi. Ui sao ngoài, ở ngoài đang mưa hả? Ui ở ngoài mưa mà có sấm sét nữa các bạn ơi. Ui đằng kia là sinh vật gì vậy? À Billiger. Trời ơi yêu sợ nha. Ôi. Chắc mình sẽ định cư trong này một khoảng thời gian hết các bạn. Mặc dù mình biết chỗ này nó là cái nơi mà rất nhiều người bị sát hại, nhưng mà tạm thời nó là nơi an toàn đối với mình đó. Ok, không có gì phải sợ hết. Cắm đốt lên mà ngủ thôi. Ui nghe tiếng động lạ vậy. Thôi đi ngủ đi ngủ. Oh my gosh. Rồi, trời đã sáng chưa? Ok. Và sau khi trời sáng thì có vẻ là mọi thứ đã trở nên ổn hơn rồi đó các bạn. Mà xung quanh đây thì vẫn còn khá là nhiều sinh vật ghê rợn nha, nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận đó. Mình cũng sẽ bắt đầu làm thêm mấy cái rương để chúng ta nâng cấp cái chỗ chứa đồ này lên, cất bớt đồ sau khi mà đi khám phá về. Ủa cái gì lại mưa nữa rồi? What the hell? Ơi các bạn thấy không, cái thế giới của mình nó bị sao á? Trời cứ mưa miết à. Quen đất ơi. Nhưng mà lỡ chui vô đây rồi nên chắc cũng dần dần làm quen thôi các bạn. Ê cái gì á? Cái thằng ơi chớp nhái gì thế ghê vậy? Quen đất ơi. Sớm giờ mình chưa dám ra khỏi khu vực này luôn á. Rồi, lấy một ít khoáng sản được nấu ra, mình sẽ mang theo bên người á, để một tí mình dự tính là chúng ta sẽ đi mai các bạn à, để kiếm thêm khoáng sản đâu á. Và mình sẽ tranh thủ làm một cái bộ giáp kim cương sớm nhất có thể ha. Chứ trong này không có giáp kim cương là mình sẽ rất là khó mà sống sót đấy. Ok, nói làm liền á.
Ê ê từ 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 trời 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 trời. Ui, có con gì thấy ghê vậy? Ai, mình đánh nó mình còn bị làm chậm nữa. Ui, trời ơi sao con này nhìn thấy ớn vậy? Wow. Ai, nó đánh mình, nó đánh mình. Cẩn thận. Đằng kia là cái loài gì mà... Ủa sao nhìn giống con ruồi nhưng mà phiên bản siêu to khổng lồ các bạn ơi. Ai, nó còn nổ nữa. Ơi sợ nha. Thật sự luôn á. Trời ơi mình bị dính hiệu ứng gì cơ. Cái gì vậy? Ow. Ủa sao tự nhiên mất máu nhiều dữ vậy? Oh my gosh. Không hiểu luôn. Ở đây có vàng. Lậm nhẹ cái đã. Ây da. Trời đất. Cái ngôi nhà mình ở nó còn sấm sét vô nữa. Căng rồi. Ồ ồ. Bên đây có một cái doanh trại gì kìa. What the hell? Mình sẽ ghé qua, chủ yếu là mình lấy mấy cái khúc gỗ hết các bạn. Còn phía trên thì mình phát hiện nó có một cái rương thôi. Ồ, sắt thô. Ngon. Mình sẽ lấy hết mấy khối sắt thô này các bạn ơi. Tuyệt vời luôn ấy chứ. Đằng xa xa còn một công trình nữa cơ. Ê, được nha. À, còn có bánh mì ở đây nữa. Quá đã luôn các bạn. Mình tích góp một ít tài nguyên đi để xíu phục vụ vô cái chuyến đi mai của chúng ta ha. Đằng kia thì hình như là bà phù thủy nhưng mà phiên bản biến dị các bạn ơi. Quá trời quá đất. Cái trèo lên này coi thử. Hy vọng là nó sẽ cho mình một vài món đồ hữu ích. Trời đất. Toàn là đồ ăn không à. Thôi kệ, lấy cũng được. Ủa cái gì đây, gì đây? Bọn chúng mò tới đây rồi. Ừ ha. Nhìn mấy con cá này mình mới nhớ. Fish Splash hay còn gọi với cái tên cá lớn nuốt cá bé là tựa game sinh tồn PvP lấy cảm hứng từ tựa game huyền thoại Fishing Frenzy. Game mang tính giải trí cao với lối chơi chính đó chính là nuốt chửng các tài nguyên và những con cá bé hơn để trưởng thành, tăng cấp và sinh tồn cũng như là trở thành bá chủ của đại dương. Trong phiên bản cập nhật mới, game còn mở khóa thêm vùng biển san hô cùng với rất nhiều loài cá độc đáo cũng như là những cái kỹ năng thú vị đó nha. Đầu tiên là cơ chế bốc thăm ngẫu nhiên giúp mình có thể sở hữu những con cá vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu khi mới chơi chưa có kinh nghiệm á, mình cũng hay bị cái con cá to nó bắt nạt các bạn à. May là bây giờ game đã cập nhật thêm cái cơ chế mở hộp thần kỳ và bốc thăm ngẫu nhiên vô cùng thú vị. Mình có thể sở hữu những cái loại cá hạng hiếm như là S, SR, SSR rất là mạnh mẽ. Ví dụ như mình nè, hên bốc thăm chúng được con cá nhám voi hạng SSR này có thể dễ dàng đàn áp những cái đối thủ. Ngoài ra còn có kỹ năng nuốt chửng rất là hay, có thể hút tất cả các thịt cũng như là tài nguyên xung quanh chỉ trong một tích tắc luôn á, hơi bị đã. Tiếp theo sẽ là các mẹo để sống thật dai trong game. Nhiều bạn phàn nàn từ level 11 độ khó đã tăng vọt vì đột nhiên xuất hiện các loại cá to hơn mình. Tới nước này thì các bạn chỉ nên bơi thật nhanh để tìm kho báu và cầu may mở ra kỹ năng kết liễu giống như mình. Đó, chỉ cần cắn một cái thôi là có thể kết liễu được đối thủ luôn á nha. Ngoài ra các bạn cũng nhớ để ý mấy cái bình thủy tinh nha. Nó có thể ra được những kỹ năng mạnh như là sấm sét. Mình có thể bắn một cái tia sấm sét và kết liễu được những cái địch to hơn mình gấp nhiều lần luôn. Và cuối cùng là chế độ vòng xoáy thử thách, tiêu diệt boss cá nhám voi gây cấn và cực kỳ hấp dẫn. Đây là con cá SSR gần như là mạnh nhất ở trong Fish Class luôn á các bạn ơi. Trong thử thách này, chỉ cần đánh bại cái con cá này là mình sẽ trở thành con cá nhám voi luôn á. Chỉ cần chịu khó chờ đợi cơ hội, tìm kiếm kho báu và ăn được các kỹ năng đặc biệt là có thể chiến thắng được con boss này. Từ đó, trở thành bá chủ của đại dương. Còn chần chờ gì nữa, cùng Lộc đi săn boss mạnh nhất ở trong Fish Class nhé. Link tải game Lộc có đặt dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video. Hoặc là các bạn có thể nhập vào Fish Class trên Sát Play và App Store để tải game về nhé. Với cả là nhớ đánh giá 5 sao để game ra thêm nhiều tính năng thú vị nữa nha. Trời nhé. Qua đây. Ngon thì nhà qua đây. À con này khôn. Nó không lợi các bạn ơi. Ui ui ui. Ây. Đâu. Cẩn thận cẩn thận. Trời ơi. Tí nữa là nó hạ mình rồi. Chưa xuống dưới lòng đất để đi mai mà nó đã khó khăn như vậy rồi đó hả. Yêu. Thôi, mình phải tự tin lên các bạn ơi. Không sao, chúng ta có thể làm được. Rồi. Lấy được sắt thô nè, nãy giờ mình lấy được tới mười mấy khối sắt thô lận các bạn. Rất là êm á. Vậy tiếp theo là sẵn tiện ở đây có cái khu vực hang nè, mình sẽ khám phá ở phía dưới luôn.
Hy vọng là ở phía dưới này sẽ là một cái hang to to để chúng ta tìm kiếm được thật là nhiều kim cương mang về. Ui, tối thế. Eo ơi. Tối thui luôn các bạn ơi. Con quái nó đợi mình sẵn. Có mấy âm thanh kỳ lạ nữa chứ. Ê, căng nha, căng nha. Ê, có con gấu nữa kìa. Ý. Đứng ở trên, hạ nó trước. Ê, ê, chỗ nó nhảy kìa. Ghê chưa? Sợ thiệt chứ. Trời, trời, nó treo, nó leo ngược nước lên, nó dí mình. Không nhìn thấy nó là không sợ các bạn. Gặp nó thì mình chỉ cần lướt qua thôi. Tại vì mục đích chính của mình vẫn là đi tìm kim cương thôi. Ê, dạ, kìa. Anh nào ơi. Ui, cái con này nó đi lây bệnh kìa. Trời đất. Ui. Cái con đỏ đỏ kia là cái con mà lây mầm bệnh á các bạn ơi. Mình mới thấy nó ăn thịt bà phù thủy luôn. Mèn đấy. Toán rồi. Thế giới này nó loạn rồi các bạn ơi. What? Hình như con zombie kia nó bị dính lời nguyền của Herobrine các bạn ơi. Các bạn nhìn cặp mắt của nó kìa. Ê, nó biến hình rồi. What the hell? Đất ơi. Sợ nha. Yêu. Cắn rồi. Mới những ngày đầu thôi mà mình đã gặp những cái con zombie phơi nhiễm lời nguyền. Sao mà đỡ được. Kìa, đằng kia cũng có người biến dị nữa cơ. Điều hướng này không ổn, hướng này không ổn mà các bạn ơi. Ê, ê. Tiếp theo là con xương à. Không được rồi, mình phải hạ những con này mới được. Có còn được nâng cấp nữa. Ê, tôi bắn mũi tên độc. No. Nghỉ chơi. Ui, mũi tên mà dính hai loại độc luôn ạ. À. Vừa độc thường mà còn dính độc quy đờ nữa. Hả? Ủa? Ở phía dưới có một ngôi làng. What? Ở dưới lòng đất mà cũng có dân làng nữa hả? Ôi, hình như những dân làng này đi trốn những con quái vật hay sao á, nên mới xuống dưới đây ở nè các bạn ơi. Ôi. Nhưng mà như dân làng đã bị. Ủa đâu, đây là cướp dân làng, lộn. Ui, có người màu tím màu mơ nữa cơ. Trời. Người thịt. Ui, ê. Cái con này. Cơ, nó gần kìa. Gần hả? Ui dạ, mình khô máu với nó luôn. Không biết còn nhân làng nào sống sót ở đây không nữa. Hình như là ngôi làng này bị bỏ hoang rồi các bạn ơi. Yêu. Cụ cũng đã bị biến dạng rồi. Mình đoán nhiều khả năng á là dân làng ở đây cũng đã bị biến dạng hết rồi đó các bạn ơi. Không còn sống đâu. Ui. Trời đất ơi. Thôi mình giải thoát cho cụ đi. Yêu. Nhìn sợ thiệt luôn á. À. Trời, tiểu cường mới bước ngang. Ôi thật rồi, làng này không còn ai đâu các bạn ơi. Không còn hy vọng giải cứu dân làng luôn á. Thôi ở đây có sách thì mình lấy được nè. Trên này thì trống trơ rồi. Ui, giật hết cả mình. Mình phát hiện ở đây nó có cái chỗ thùng. Mình lại mở ra thì có con quái vật mimic này. Ây vui, nó hù mình à. Sợ thiệt chứ. Và nó rơi ra một cái đôi dép. Ok. Mình sẽ xua đuổi được Ripper khi mà mang đôi dép này á. Cũng khá là ngon. Nhưng mà vấn đề là nãy giờ mình chưa có tìm được kim cương các bạn ơi. Nhưng mà xung quanh mình quá trời tiếng động lạ luôn á. Nên là cũng hơi sợ nhưng mà khoan. Ở đây mình thấy có chỗ kim cương đầu tiên. Nhưng mà phải thật là thận trọng nha. Nếu không thôi là sẽ triệu hồi ra qua đành đó. Ok, để coi được mấy quặng kim cương đây. Ồ, có vẻ là có một quặng kim cương thôi các bạn ạ. Hơi tiếc ha. Mình sẽ rẽ sang hướng khác. Chứ không có đi sâu xuống cái biome deep dark đó đâu. Thấy ghê. Ôi, cái gì vậy?
Cái tiếng con gì mới la vậy? Thằng mẹ đánh chết cha bây giờ. Ui, nó dí mình. Oh my god. Oh my god. Nó đang dí mình. Nó giận con gì. Ui. No. Ui không. Ê, nó chui vô đây được. No. Ôi rồi. Ôi, nhớ nó biến mất rồi. Ôi. What? Ui, mình ở dưới hang lâu quá là mình sẽ gặp cái con cây the Weller các bạn ơi. Nó truy đuổi mình cực kỳ gắt luôn á. Thánh thần ơi. Ui, may mà mình chui vô đó mình dùng cái khiên mình chống đỡ một lúc các bạn ạ. Mình còn gỗ không? À đây mình còn nè. Chắc mình phải làm thêm một cái khiên nữa các bạn ạ. Sợ giá mang thật á. Trời đất ơi. Nói ác mộng khi mà đi mai của mình là những cái con đó đó các bạn. Ủa gì đây? Ui đừng nói nó xuất hiện nữa nha. Nghe thử các bạn. Tại vì khi mà nó xuất hiện nó sẽ có những âm thanh kỳ lạ trước cái đó. Thì nó mới xuất hiện ha. Ui dồi. Sợ dã man thật á. Ui. Thôi. Chắc không sao đâu. It's okay. Mình đã thoát được một cửa tử rồi. Tại vì mình đang tìm thêm kim cương. Nhưng mà nãy giờ số mình sao mình không có gặp được kim cương các bạn à. Nhỏ thật sự. Còn gặp quái vật nó dí nữa. Chạy thấu đều muốn tuột cái quần luôn. Ô mày chui. Ô đây rồi. Ây da. Kim cương các bạn ơi. Để coi được mấy quảng. Ô được 2 quảng. Ok. Kiếm thêm. Ồ, thì ra ngay chỗ con cây the Weller hồi nãy nó còn có quặng kim cương nữa nè. Hên chưa? Nãy mà mình không chạy thoát nó là bây giờ mình đâu có cơ hội trở lại đây đào đâu. Tính ra mình còn hên á. Lên đây đào lẻ mới được. Nhưng mà nó vẫn gần cái biome deep dark nha. Nên là chúng ta cũng phải thật là thận trọng. Toàn rồi các bạn ơi. Oh. Ê, ê. Đâu có sau lưng nó vậy? Đâu nghe con sau lưng nó vậy? Ai? Ui. Một lần bị 2 con dí như vậy. Kìa. Ui. Sao mà 2 con như vậy? Kìa. Ui cái con kia nó biết trèo y gan con nhện như đó các bạn ơi. Con màu trắng kìa. Ui nó biến mất rồi. Những cái sinh vật này nó chỉ xuất hiện sau một khoảng thời gian mà nó không săn được mình là nó sẽ biến mất á. Ây da. Đứng tim thiệt luôn á. Ok, ổn các bạn ơi.
Nhưng mà bây giờ mình cần phải làm thêm một cây cúp mới, để phòng trừ trường hợp cái cúp mình hư á, thì mình còn có cúp để mà xe cua liền á. Ui thiệt, công nhận bữa nay mình phước lớn mạng lớn thấy ghê luôn á trời, hai pha liên tục luôn á. Không ngờ. Rồi, đi xuống dưới lại các bạn. Không biết hướng kia còn kim cương hay không nữa, nhưng mà mình muốn liều một pha. Phải liều thì mới ăn được nhiều được. Ui. Ơi sao mình nghe tiếng con khay the Weller hướng bên kia ta? Mình nghe hướng bên này nè các bạn. Không biết là mình có nghe nhầm hay không nữa, nhưng mà rõ ràng là hướng bên này nó phát ra âm thanh đó nè. Mình thấy máu của nó thì có 60 thôi, nhưng mà sức tấn công của nó thì hơi cao nha. Ok, ổn chứ. Quan sát kỹ là được. Nói chung thì mình có một khoảng thời gian để mình chạy nó đó. Có đây không? Cái gì ai la hét mày vậy? Rồi, mấy à? 4 viên kim cương, ok. Tìm được 4 viên là chắc cũng cũng ổn rồi đó các bạn. Mình nghĩ là mình không nên làm liều tiếp đâu. Nãy giờ cũng hơi đứng tìm một tí rồi. Chạy hoài cũng mệt á, chứ không có không có dễ đâu. Thôi chắc là chúng ta đi lên thôi các bạn. Tam vừa vừa thôi, tam quá là đi đó. Ôi trời 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 trời. Con gì nữa vậy? Enderman. Enderman gì mà thấy ghê vậy? Yêu nó còn triệu hồi ra đồng bọn nữa. No, mình bấy cái khiên rồi. Yêu. Ôi, sao lại bể cái khiên ngay lúc đấy? Nó chặn đầu mình. No. Y. Ok ok ok. Thành công thành công. Ơ à, nó dịch chuyển vô trong nhà mình. Ây da. Ui ui. Trời, về tới nhà mà cũng không yên nữa. Không có tin được. Ây. Thì kìa, nó dí ra đây nữa kìa. Con heo đây. Con heo khốn kiếp. Dạ. Con heo khốn kiếp. Lại đây. Lại đây. May quá hồi nãy mình còn lụm được cái rìu phòng thân các bạn ơi. Tí mình sẽ dùng chổng mình lấy lại đòn ha. Phải đợi cho nó biến mất bớt cái nữa. Ghét dã man luôn. Trời trời trời, ăn cái này có dính độc á. Ây, ây da. Trời ơi, đói quá xin nằm nổi các bạn ơi. Đằng ơi, coi kìa. Nó là ở giai đoạn 3 các bạn ơi. Nhìn nó ghê chưa? What the hell. Nào, mình sẽ lấy lại đồ của mình ha. Ồ, bọn chúng biến mất rồi. Ui may thế. Đồ của mình hình như là còn y nguyên các bạn ơi. Ủa? Ủa? Ủa kim cương mình để trong ba lô. Ôi không. Mình mất kim cương rồi các bạn ơi. Mất hết luôn. Trời đất ơi. Sống nổi không? Cái gì vậy, mới sáng sớm mà. Lại đây. Lại đây. Rồi mình đánh thục. Tức thiệt luôn á. Đang quạo nha, còn hù nữa. Với cái đà này thì mình phải cày kim cương lại từ đầu các bạn ơi. Chứ nãy 4 viên tính về làm cây cúp để dành, còn không thì làm bạn enchant cũng được. Nhưng mà đó, giờ thì trắng tay luôn rồi, còn gì đâu. Bởi vì đang nghèo còn mắc cái eo nữa. Ồ, ở đây nó có công trình gì nè. What the hell. Ồ, mình lại gần nó mở ra các bạn ơi. Cái này có tên là Ossuary. Mình để cục than cho. Ủa, công dụng của nó là gì ta? Ossuary. Ồ, chắc là để chế tạo một cái gì đó nè. Yêu, trong này có mấy cái mảnh xương, nhìn thấy ghê vậy. Ok, chỗ này cũng gần nhà, có gì
sau này mình tìm hiểu sao hết các bạn. Giờ thì mình sẽ kiếm khu vực nào đó xa xa nhà mình tí, để mình đi đào khoáng sản á mà nó không có lót khu vực trên nhà của mình là đẹp. Chứ thôi lúc về thì cả đống quái nó chặn đường, không có chạy kịp đâu á. Ê, cái gì vậy? Dakota là ai vậy? Quá tiêu. Ở đây nó có cái hang luôn các bạn ơi. Khá là ok để mình có thể đi xuống dưới và bắt đầu tìm kiếm thêm kim cương ha. Trời, người này có mặt giáp nha, khá là trâu các bạn ơi. Đây, mình sẽ tiêu diệt, coi coi có rơi ra gì không. Rơi ra, ồ cái não, ok. Mình tích góp từ từ đi, tại vì bây giờ mình chưa đủ để chúng ta làm được cái vũ khí bằng những cái món đồ đó. Ơ cái gì á? Ui con zombie. Con này được cường hóa nha. Ây da. Ui da, nó đánh đâu vậy? Đâu rồi? Ui nó dịch chuyển đi các bạn ơi. Con này nó được nâng cấp mạnh quá. Này thì nâng cấp nè. Lượm luôn cái cúp. Chậm hỏng à. Ngon. Lấy dùng luôn. Và đây là một cái hang cũng tương đối to. Ê, và nó cũng có nhiều quái vật nữa nha. Oh my god, có con nightmare nữa kìa. Né né hướng đó ra mới được. Mình ưu tiên những cái hướng nào an toàn cho mình ha. Đi qua hướng này đi. Ồ, có ngọc lục bảo luôn. Tuyệt vời. Giờ mình không sợ Ripper các bạn, tại vì mình đeo cái ủng con mèo á, nên là nó gặp mình là nó sẽ chạy. Ủa, nó không chạy hả? À có nè, nó chạy nè, nó chạy nè. Đó, vậy cũng đỡ ha. Bớt một cái mối nguy hiểm rồi đó. What the hell. Trong này nó có một cái ngục tối luôn. Mình sẽ vô coi thử như thế nào. Oh. Ủa, con zombie các bạn ơi. Trong rương cũng có một ít khoáng sản cho mình nè. Hết rồi. Hả? Lại thêm một ngôi làng ở dưới lòng đất. What? Liệu rằng ngôi làng này có còn dân làng ở bên trong hay không? Ui mình thấy có golem kìa các bạn ơi. Ui kim cương luôn. Ngon. Ê, lại là kim cương giả. Trời ơi, đau đớn vậy. Come on. Ôi vậy là nhiều khả năng ở trong đây còn dân làng các bạn ạ. Tại vì mình thấy còn golem kìa. Oh, được đấy chứ. Ê, ê, ê con gì vậy? Có thể, đúng rồi, đâm đâm đi anh golem. Đúng rồi. May thế, mình có đem sắt. Ủa có không? Ở đây đây có sắt nè. Mình sẽ chữa thương cho anh golem á, để anh bảo vệ làng các bạn ạ. Ồ, dưới này thì có vẻ là vẫn còn dân làng, mình nghe tiếng dân làng đâu đây nè. Ở đây đúng không? Ôi chuẩn luôn. Ôi dân làng đang ngủ nghe dưới này. Được đấy chứ. Vậy đỡ sợ hơn các bạn ơi. What? Nhưng mà đã có dân làng bị dính lời nguyền Hero Pride rồi. Kìa. Không được rồi. Bắt buộc rồi. Mình phải tiêu diệt bác dân làng này, không thôi là nguy hại cho dân làng đấy. Ủa nhưng mà mình không đánh dân làng này được. Ê, khoan khoan khoan, mình đang yếu lắm nha. Ê kim cương nữa kìa. Ui gì vậy? Sao tự nhiên giống động đất vậy? Ủa theo con dân làng chạy nhanh kìa các bạn. Ủa cái gì? Sao lại có cuộc xâm lược ở đây? Ủa kho đồ mình trở lại luôn rồi nè. What? Chạy đi mấy bác dân làng ơi. Ủa sao lại có cuộc xâm lược ở đây nhờ? Mà chắc không sao đâu, bọn cướp dân làng cùng lắm ở trên đất liền các bạn, chứ không có chui xuống đây được đâu. Mình đang ở sâu dưới lòng đất lắm. Ok chắc không sao đâu. Nhưng mà có cái vấn đề là mình đã trở lại được cái kho đồ nè. Ơ, ảo thật ấy. Không hiểu luôn. Rồi, qua đây đào kim cương coi. Coi coi được bao nhiêu quặng ha. Mình hy vọng là sẽ được 3-4 quặng gì đó.
Eo, hình như được có hai thôi các bạn ơi. Phía bên này thì có một vài cái ngôi nhà dân làng đã bị ngập nước rồi nè. Ok. Ui, còn kim cương ở trên nữa. Được ấy chứ, để mình đào thử coi. Ui. Có một quặng rồi các bạn à. Hơi bèo. Gom gom thì cũng được 8 viên kim cương rồi ha. Khá là ổn cho một ngày đi đào kim cương của mình. Rồi mình sẽ đi vòng vòng ở khu vực này nữa coi coi có phát hiện thêm kim cương hay không. Dưới này có mấy cái con sinh vật nó lây nhiễm kìa. Mình ghét mấy con đó ghê á. Nó vừa nhỏ mà nó lại vừa mạnh nha. Và cực kỳ khó đánh nữa. Con xương được không hả? Có kim cương dưới này không? Hình như không các bạn ơi. Ôi thôi xong rồi, thôi xong rồi. Mình báo dân làng rồi các bạn ơi. Ý, người biến dạng đang đang dí mình các bạn ạ. Ui, chữa thương lại cho anh Golem. Ok. Ui may quá, có anh Golem cứu mình. Nhưng mà khoan, Herobrine bắt đầu để ý ngôi làng này rồi các bạn ạ. Ai, nhưng mà mình thì lại không có cái gì để chữa thương cho anh Golem này lại hết. Mình chưa có xác các bạn ơi. Trong ba lô mình còn cái lò nung không? Hết lò nung rồi. Ai à. Ok, mình không quan tâm cái tên Herobrine đâu. Mình đi Michael Jackson lại mình. Ui, hắn chạy. Ai à, tưởng thế nào. Hắn sợ mình chĩa cái mông vô mặt hắn các bạn à. Nhột liền. Hồi nãy là mình thấy hướng này hình như. Ôi khoan. Ủa sao nghe tiếng gì quen quen ta. Giống tiếng cái con con khay the well lơ vậy. Quái vật hang động đó. Từ 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 từ. Ý. Ow. Ý. Con gì nữa vậy. Ây da. Nói chung là hôm nay cái số mình sao các bạn ơi. Thiệt sợ luôn. Ok. Hết hồn hoài vậy. Cái cửa này thiệt luôn á. Hết bị những cái con quái vật hang nó dí. Rồi sau khi ghé làng ở dưới lòng đất cũng bị những con quái vật biến dị nó dí cho sắp mặt luôn. Phải nói là hôm nay là một ngày cực kỳ bất ổn á. Nhưng mà được một cái á là kho đồ của mình đã trở lại sau cái pha mình tiêu diệt dân làng có đôi mắt phát sáng giống như là Herobrine á. Nói chung vậy cũng tạm may mắn đây. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lockroot và Game Pass á thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì chắc phải hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình From the Fort này rồi. Mong là chúng ta sẽ bớt bất ổn hơn á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.